Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục bảo dưỡng cho một chiếc ghế FJ699 cho nhà cô Hương ở các chủ Cẩm Khê. Và sau đây mình sẽ xin vài ý kiến cô sau khi sử dụng chiếc ghế bên mình như nào. Dạ vâng, cô Hương ơi, cô cho hỏi là chiếc ghế này cô mua đến giờ này được bao nhiêu lâu rồi cô? Mua năm nay là năm thứ 3 rồi, bắt đầu khởi nghiệp năm thứ 3 rồi. À, dạ vâng. Một ngày cho cô sử dụng chiếc ghế này là bao nhiêu lần ạ? Cô ngày nó giao đun nữa, cô sáng một lần, chiều một lần, tối một lần. Vâng, mỗi lần là khoảng bao nhiêu phút ạ cô? Mỗi lần lúc nào đau thì 30 phút thôi, chỉ 15 phút thôi. Dạ vâng. Đấy. Sau khi sử dụng chiếc ghế này cô ấy cảm nhận gì không? Mua cái máy này thì chết đâu, ai có tương rồi. Vâng. Cô ấy bị gai trong cuộc sống nhá. Dạ. Thế mà không có máy này nó dần đau lắm, không được đi, không đi, không có ngồi cái gì được. Dạ vâng. Cô máy này bóp đỡ nhiều cháu ạ. Dạ vâng. Không được chết. Vâng vâng. Cô có hài lòng về cái chất lượng dịch vụ bên cháu sau khi bán hàng không ạ? Cô mua nhiều thứ rồi nhưng mà kể cả cô tứ đồ này nó cứ hứa bảo hành nhưng mà chưa cái hãng nào bằng cái ghế này. Vâng. Một thời gian khoảng 6-7 tháng không một thứ đến bảo dưỡng cho. Dạ vâng. Đấy, thế là coi là yên tâm rồi, quá thì dạ vâng, cái này mọi vấn đề là cô yên tâm, bọn cháu sẽ hàng năm sẽ bảo dưỡng cho cô định kỳ. Đúng. Rất cảm ơn cô. Ừ. Vâng, về những điều chia sẻ vừa rồi, chúc cô thật nhiều sức khỏe nhé. Thế cảm ơn coi là cái nhánh này coi là bán máy này thì cô mua được cái máy này về coi dùng rất ưng ý. Dạ vâng. Thứ nhất, thứ hai vừa tầm với sức của cô. Dạ vâng ạ. Rồi cháu cảm ơn cô. Ừ.